hôm nay là mí gà ta nha quý vị, đó mí gà ta. Đây là miếng gà ta. Đâu trùng. Gà ta nha mọi người. Nhìn hấp dẫn không? Không có muối tiêu ta. Đây là chị Út bán bún miếng với gà ta nha. Gà ta chị. Gà ta không à. Đây là em thử rồi. Thịt già dai ngon. Đúng gà ta. Bỏ xíu đem về. Bây giờ ra hơi trễ cho mình hết rồi các bạn. Đúng rồi. Chứ không là chắc đầy luôn ha Dũng. Đúng rồi, đầy hết. Mười mấy con mà. Mười mấy con hả? Mười mấy con là được bao nhiêu tô ta? Không biết tô đâu, lại hỏi tô, có người ta thật tim, người ta tim. Trời đất luôn. Hôm nay là bún miếng gà ta. Còn anh Mai là gì gỏi đua gỏi nha bạn. Gỏi, rồi bánh tâm bi. Với lại là cái gì? Hoành Thánh. Hoành Thánh lá nha bạn. Có cái người ta ăn thêm mấy cái gan đấy này. Đúng rồi, gan. Ăn thêm được hả chị? Có. Hết ăn thêm mà. Nhìn hấp dẫn. Ngày gà ta mình. Dạ. Chỉ là 7 ngày 7 món nha các bạn. Mình đã quay đây mấy video rồi. Đó, quay đây cái món thứ hai luôn á. Mấy cái bữa kia đi làm không có quay được. Mà chị bán cái giờ cũng độc nữa. Giờ là cái giờ lúc người ta cũng bắt đầu đi làm mà. 1 giờ chiều. 1:30. Bây giờ là gần 4 giờ mà gần hết rồi. Cho nên là nó ít rồi nha mọi người. Đầy đủ là 55.000 hả chị? 55.000. Chị Hồng có huyết chứ là manh rồi nha mọi người. Bánh ú quá chạy nhân vật tôm khô là chỗ lòng dịch muối đây. Bánh đây. Bánh ú quá chạy nhân vật tôm khô là chỗ lòng dịch muối đây. Bánh đây. Gà ta thịt nó ngon thơm. Cái gà cái mấy cái gà công nghiệp rồi nó bở thì thấy chị ha. Ở đây không bán gà công nghiệp được, ở đây bán gà công nghiệp bấm được. Rồi. Dân giờ ta sành ăn lắm. Đổi món liên tục cho nên là bạn tới một ngày trong tuần là thấy món khác này. Bữa thứ năm á em thấy bán vịt rồi nó ngán, em bỏ bún thái. Tâm lý kìa hả, biết ngán hả? Ngán chứ. Ngon nhất là nó có bánh canh nhất. Nó ok vậy. Đây rồi.
bánh canh cua, nhưng mà bánh canh cua thì bán bao nhiêu con, nguyên con cua luôn hả? Nguyên con có, rồi thịt cua có. Nguyên con làm nhiêu tiền vậy? 7 thập cẩm. Có dạ. Giò, có cua, có tôm luôn. Dạ. Cá là đầy đủ. 7 nguyên con cua nha. Dạ. Chứ mấy cái giò cua lồng nha. Mà cua lồng có 70 thôi. Đây cũng bình thường chứ không có phải là 700k giống như ở bên. Không, không, không. 7 à, ngon dạ. Lắm. Dạ. Cái giá là mình bán được rồi. Dạ. Mà bán gì là cái 300-400 ngàn con. Không biết có gì độc đáo. Mà bỏ 700 ngàn ăn không sót. Cái mấy đứa quay á nó cũng nói cũng giống như cái cà cua chứ không phải là nó có được hơn đâu. Sao giá cao vậy? Đó, chị cũng biết, chị cũng qua bỏ ăn qua chị cũng biết. Đây có mì nữa mọi người, mì. Cho em vô phải ơi. Cho vô luôn. Ăn gỏi. Gỏi gỏi gà hả? Gỏi gà mang cục. Bọn này hot lắm nha. Nhưng mà giờ hết mang cục rồi. Thấy đâu mà mang cục mà bẻ hoài vậy. Lá thiều là nó bẻ hết luôn á. Chưa có khai thác được mà nó bẻ. Hãy subscribe.
cái này có nuôi nữa hả? Nuôi hoặc là bún hả? Dạ bún có miếng gì? Dạ miếng lòng qua đêm làm liền. Dạ dạ mang luôn. Này ta thích ăn cái mề. Tô riêng mình ăn bún, mình ăn miếng. Nuôi con tàu anh có bẩn qua rồi. Bây giờ là chị tự làm hết nha quý vị. Ô tàu quốc kia tao nuôi. Miếng dai hấp dẫn. Miếng này ngon lắm, miếng này miếng Thái. Miếng Thái hả? Miếng Thái. Tiền chị. Dạ. Chị 70 cái gì chị 70. Thank you.
chị có bán không? Có một quá chị mới. Lại coi hàng. Khỏi lấy rau á, rau không cha? Cho muống gừng gì nhiều chút xíu rồi, cho muống gừng cá khá ra dí đi con. Có rồi nha quý vị, đó 7 ngày 7 món của chị Út Mẫn này mọi người đó, có số điện thoại. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc cái video, hẹn là bạn còn nhớ nó quý vị thấy không? Dì lấy cây về cùng.